Chiều nay tôi lên đây trong phái đoàn gồm có trong một cái đoàn gồm có 8 người. Đặc biệt có một người từ xa mới tới hôm nay đi máy bay. Anh làm tham gia yoga từ năm 1973. Hiện nay anh là nghị viên, anh là một luật sư của San Jose. Xin mời anh Nguyễn Tông. Và tôi mời Nguyễn Tông đây không phải là để mà giới thiệu anh là một nghị viên, một luật sư, mà giới thiệu một tác giả sáng tác, mà một cái sáng tác rất đặc biệt dành cho yoga Việt Nam. Xin mời anh Tân Nguyễn Tông. Kính thưa quý vị, ngày 27 tháng 3 năm 2011, chúng tôi cùng với anh chị em yoga Nam Cali tổ chức đêm cầu nguyện cho người quý trưởng yoga khi em tính anh bị bệnh nặng. Chúng tôi đang chuẩn bị chu đáo để nhà hàng Emerald. 4 giờ sáng nghe tin buồn, 8 giờ sáng chúng tôi nghe cái buổi lễ cầu nguyện cho anh trở thành buổi tưởng niệm cho anh ngày 27 tháng 3. Sau cái lúc bàng hoàng đó, cái niềm xúc động mà 40 năm sinh hoạt với anh, nó cứ chăn chứa trong lòng của tôi không ngủ được suốt tuần lễ. Chúng tôi biết tuần sau người Việt tổ chức đám tang cho anh. Chúng tôi nhớ những lời anh dặn, quý vị nghĩ thanh niên 22 tuổi viết những lời như thế này, còn Việt Nam còn nhiều con tim, còn nhiều khối kiêu hùng. Vì thế trong những ngày trăn trở đó, tôi lấy cái lời nhắn nhủ của anh Quang để viết nên ca khúc Người Anh Du Ca, để tưởng nhớ người huynh trưởng sáng lập đã ra đi, và cho tất cả các anh chị của Du Ca đã ra đi, và nói chung cho tất cả những con người thanh niên Việt Nam đã ra đi vì lòng yêu thương quê hương. Xin quý vị chia sẻ với tôi ca khúc Người Anh Du Ca. Một buổi sáng rất sớm, người anh tôi ra đi về bên kia sông, đi tìm ánh mặt trời. Một tiếng khóc chơi vơi, tìm đâu trong hư vô, người yêu quê hương chờ mong sao anh đành chia xa. Đường Việt Nam đi về có nhau.
Xin quý vị, trong suốt bao nhiêu năm chinh chiến, tàn phá quê hương đất nước, nhưng không lẽ cuộc đời cứ trôi chảy như vậy mãi sao? Chúng ta phải đứng lên, chúng ta phải cùng lên. Thưa quý vị, trước sau gì cuộc chiến tranh này cũng phải chấm dứt và thanh bình cũng phải đến với quê hương chúng ta. Xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm do anh Đoàn Trưởng Yuka Samoji Trương Xuân Mẫn sáng tác. Xin mời quý vị nghe Sẽ Có Ngày Chung Cuộc. Bao ngày dài, bao năm tháng trong ký ức còn vàng, ngày chờ mong sẽ tới cho con cháu trên thế gian khổ. Mẹ còn bao âu lo, người còn đó nuôi con bao nhiêu năm lâu sớm, đất nước còn chờ nhau. Đêm bồng buồn, đêm trông mong, đêm thắp đến chờ mong. Xin mời quý vị cùng nghe bài Trái Tim Việt Nam. Xin quý vị, tôi biết bà con San Diego rất là dễ thương. Tôi xin quý vị một điều cho vỗ tay. Vỗ tay hai tiếng nha. Thì vỗ tay đi, trong điệp khúc vỗ tay 5 lần. Và lần thứ 6 thì 4 tiếng các bạn thôi. Thành ra rất là dễ. Tôi biết là bà con sau dê sẽ cùng với nhau hát được với nhau. Là trái tim, tên tôi là trái tim, tên tôi là sắt son, bao nhiêu năm nhuộm máu biết bao nhiêu anh hùng. Nghe đi rồi đúng thế, thứ hai là hai lần, lần cuối thì 5 lần chúng tôi hát ra thì chân khúc nha. Tên tôi là trái tim, tên tôi là sắt son, tên trong tim dòng máu biết bao nhiêu anh hùng. Tôi là trái tim, tên tôi là núi sông, tôi yêu thương dòng máu giống tên dòng Việt Nam. Bao nhiêu nghe trong tim anh có những lời sông thôi, nghe trong tim em có tiếng gọi dần lành.
tim trong máu biết bao nhiêu anh hùng. Trên đôi tay trái tim, trên đôi tay núi sông, tôi yêu thương dòng máu sông tiên dòng Việt Nam. Khi ta hiên ngang đứng lên làm cây đô, xua tan bóng đêm, xóa tan đi cờ hàn. Cho anh em người với bài cùng thế giới, chúng ta là dòng sông cùng anh. Trên đôi là trái tim, trên đôi là sẵn son. Trong máu biết bao nhiêu anh hùng, trên đôi là trái tim, trên đôi là núi sông, tôi yêu thương dòng máu sông tiên dòng Việt Nam. Bao nhiêu ước mơ sẽ có ngày vội lên, cho dân nước tôi sống đôi giây mộng lành, cho quê hương có một ngày vinh quang. Chúng ta là trái tim Việt Nam. Yeah.